Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017, khối trung học phổ thông chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 6 đã kết thúc tốt đẹp. Theo nhận xét của đa số thí sinh và giáo viên bộ môn, đề thi không quá khó và không đánh đố nhưng vẫn đảm bảo chất lượng phân loại học sinh theo yêu cầu kỳ thi. Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, tổng số thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017, khối trung học phổ thông chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh là 8.757 trên 8.946 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 97,89%. Trong tổng số 8.946 thí sinh đăng ký dự thi, môn ngữ văn vắng 181 thí sinh, môn ngoại ngữ vắng 185 thí sinh và môn toán vắng 189 thí sinh. Các hội đồng thi Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh có số thí sinh bỏ thi nhiều nhất. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017, các buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có trường hợp giám thị hoặc thí sinh vi phạm quy chế thi. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, công tác chấm thi sẽ hoàn tất vào ngày 20 tháng 6 và công bố kết quả điểm thi ngày 21 tháng 6. Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu và Trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa sẽ xét và công bố điểm chuẩn vào ngày 28 tháng 6. Các trường trung học phổ thông công lập còn lại sẽ xét và công bố điểm chuẩn vào ngày 17 tháng 7.